em sẽ để cho chồng thoải mái chi tiêu. Chồng em mỗi tháng nộp cho em 10 triệu nè, lấy ra được bao nhiêu? Thì anh có thể lấy từ 4 đến 5 triệu cũng được ạ. Bao nhiêu vậy em? Thì được á. Dạ, tất nhiên mua rồi. Ngoại hình nữa không quan trọng lắm em, miễn không xấu quá là được. Xấu là xấu thì sao tiếp? Mới nhìn qua cái ngồi tập trung vô, ví dụ như có làm lại không hay là lặp lại. Lặp lại đi. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Rồi đi bạn. Bạn nam nay có món quà đẹp lắm, nổi bần bật luôn hả? Chào bạn. Dạ chào anh Huyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ bạn nữ bên kia. Bạn tên là gì? Dạ em tên Ngô Văn Tiến anh. Tiến. Dạ năm nay em 29 tuổi anh. 29. Em làm giám sát dự án ở công ty do trong điện mặt trời bên quận 5 anh. Xài điện mặt trời cho đỡ tốn tiền ha. Mình quê ở đâu Tiến? Dạ em sinh ra lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Quận mấy? Quận 8 chị. Gì chị? Ê, quận 8 anh. Rồi, mời bạn gái giới thiệu về mình. Em tên là Tô Thị Thống. Em sinh ra và lớn lên ở Nghệ An ạ. Năm nay em 25 tuổi ạ. Hiện tại thì em đang làm nhân viên kế toán ở công ty Samsung Electronics ạ. Rồi mình có mối tình nào trong Sài Gòn này chưa? Tìm hiểu thì cũng có rồi, chứ mối tình chính thức thì chưa ạ. Em chỉ có mối tình từ hồi sinh viên thôi ạ. Là ở ngoài quê á ha? Dạ, ở Hà Nội ạ. Rồi mình chia tay vậy là được bao lâu rồi? 3 năm rồi, chia tay kể từ khi em vào đây ạ. Trong đây 3 năm chưa quen được ai, chưa tìm được đối tượng nào hết. Tại vì là bây giờ em nghĩ là quen bạn nam rồi nào thì xác định đi đến hôn nhân luôn à. Chứ nếu mà không thấy có tương lai thì em không mất thích. Thời gian. Dạ. Còn Tiến thì sao? Giám sát dự án đúng không? Dạ. Giám sát dự án là sao? Công ty có dự án thì em cũng tham gia trong quá trình thiết kế rồi chuẩn bị dự án thi công em cũng có đó anh. Dạ. Như em nói chung là chính là gì? Dạ kỹ sư anh. Rồi hệ thống giới thiệu một chút xíu về bản thân mình đi, điểm mạnh và điểm yếu của bạn. Em một người khá là thẳng tính trong công việc cũng như là trong cuộc sống hàng ngày, thì nếu mà em không thích thì em thường bộc lộ rõ quan điểm. Cái đó mình hơi thẳng tính quá thì cũng không tốt, tính tình cũng hơi thất thường. Ví dụ như kiểu là khi mà mưa chẳng hạn thì mình thấy buồn, người không thích nói chuyện với ai cả. Rồi lúc đó buồn hay lại trời buồn làm gì? Thì em đi cà phê một mình hoặc là em ở nhà mình. Vậy cả mùa mưa em không nói chuyện với ai hết trơn. Vậy trời nắng thì sao? Đúng rồi. Tâm trạng mình vui, mình có thể đi chơi với bạn bè, đi đâu đó đi phượt chẳng hạn. Dạ, em thích lạ đi phượt. Cứ nắng là vui mà mưa là buồn. Hay ha. Còn về ưu điểm thì em nghĩ là em là một người khá là hòa đồng, vui vẻ và nhiệt tình với tất cả mọi người ạ. Còn Tiến thì sao? Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em thì cũng có được 2 mối tình rồi chị. Dài nhất là bao lâu? Hơn 5 chị anh. Bây giờ hỏi Tiến nè, Tiến có điểm mạnh, điểm yếu gì? Không hút thuốc chị. Không uống rượu, em cũng không thích bài bạc cái gì. Vậy còn gì mạnh nữa không? Mạnh hơn nữa không? Mạnh á, chắc sức khỏe cũng đủ để... Đủ để làm gì? Có thể chở hoặc đi xa hoặc là... Chở đi xa chứ mà không biết cái lời. Đủ để che chở cho một bông hồng nào đó, ví dụ vậy. Vậy mình muốn tìm một cái mẫu người bạn trai như thế nào? Em thích người bạn trai là chín chắn. Ngoại hình thì em không quan trọng lắm, cao hơn 1m65 là được. Mẫu hình người lý tưởng nào không? Như anh Quyền Linh là được rồi ạ. Chà, hiếm mà. Không, anh Quyền Linh em thấy cũng không phải đẹp trai lắm, nhưng mà nhìn anh nam tính. Cuộc đời đôi khi nó lên do chứ không có. Điểm gì em không thích ở người đàn ông? Các bạn ấy không bị hói á chị. Bây giờ hói rồi có sao, có thuốc ngăn ngừa rụng tóc. Bây giờ em có hói rồi đó. Rồi, tiêu chuẩn tìm bạn gái thế nào? Ngoại hình cũng không quan trọng lắm anh. Miễn không xấu quá là được. Xấu là xấu thì sao tiếp? Mới nhìn qua cái ngồi tập trung vô, ví dụ như cái mũi thì nó gây nó tập trung quá, giống như là nó phá tướng luôn vậy. Là mũi bự á ha? Dạ dạng vậy, hoặc là mắt nó nhỏ quá, hoặc là miệng nó làm sao đó. Nói chung là nhìn vô cái người ta tập trung vô cái điểm đó thôi. Em thích đặc điểm gì cho người phụ nữ? Cái dáng người anh. Mặt sao cũng được, miễn cái dáng thôi. Dạ. Có một mẫu hình lý tưởng nào không? Chị Cát Tường có duyên, cũng xinh đẹp, cũng thấy giống giống Cát Tường là được á. Dạ. Khoan vỗ tay, nghe chờ câu sau coi có bị rơi xuống chó không? Còn câu sau không? Còn câu sau không? Không, không anh. Không hả? Được. Được. Vậy thì qua. Dạ chị. Chào bạn. Dạ. Quan trọng cái tướng thôi. Dạ dạ. Thì cái tướng sao là nó diễn tả cái tướng nghe thử coi. Thì chừng 1m50 trở lên cũng được chị. À, có số đo 3 vòng gì không? Thì nó dùng vòng 1 cũng đầy đặn xíu. Vậy là giống chị Tường á phải không? Dạ dạ. Anh chồng nhìn xuống gì vậy? Nó giống chị Tường. Tao em nhìn chị mà. Tao đứng lên tướng xây vòng coi thử coi. Dạ, mình coi tướng tá ngon lành không? Khỏe không? Dạ. Khỏe không? Khỏe chị, nãy có nói khỏe mà. Chống đầy không chị? Gì em? Chống đầy á.
À hít đất á hả? Bạn gái yêu cầu em hít đất, nổi không? Được chị. Này bạn gái yêu cầu chứ không phải chị à. Dạ rồi. 1 2 3 4 5 xuống không sát nha. 6 7 nhận vàng. 8 9 10 11 12 đừng cố nha, ập mặt luôn á. 4 15 16 thôi ráng 20 đi. 17 18 19 lên 20. Có cố gắng, có cố gắng. Chị đang hít chập cười. Vậy đúng khỏe chị. Được được, em có yêu cầu gì nữa không? Mắt mũi miệng có gì không? Thôi nhìn trẻ nam tính là được chị. Không này được được, không đến nỗi nào. Em có tật xấu gì? Bừa bộn mà nó có quy luật xíu chị. Bừa bộn mà có quy luật là sao? Bề người bề bộn người ta lấy ra người ta không cất là chỗ cũ. Em cũng lấy đồ đâu đó sử dụng nhưng cũng không để chỗ cũ. Nhưng mà em để ở chỗ cố định. Bây giờ phòng khách cũng có một cái chỗ, bếp cũng có một chỗ. Rồi nói chung mỗi phòng em có một cái chỗ cố định. Ví dụ lấy cái nồi bếp lên để chỗ học tập gì đó. Lấy cái tập xuống để ngay bếp. Rồi bây giờ nó nghe nè. Rồi lấy vợ về là giờ mình có làm dâu không? Chắc có, khó vậy. Có hả? Gia đình mình có mấy anh chị em? Dạ có em gái nữa chị. Lấy chồng chưa? Chưa chị, chưa. Rồi em dâu em ruột của em về rồi nói xấu vợ em, nói là anh ơi chỉ ở nhà anh đi làm, chỉ làm biến, chị không có chịu làm việc cũng này kia, rồi em xử trí sao? Thì vô đó nói ngọt cái vụ dỗ vợ, hai người xuống cùng xuống làm chị. Vậy sao em không nói sao em phụ đi chỉ đi cũng cực khổ rồi, coi mấy đứa cháu nữa, em rảnh nè em làm phụ chỉ người ta cũng được vậy. Giải quyết về cũng đụng chạm với em mình, anh giải quyết cách khác. Anh giải quyết sao? Anh nói em đừng có nói gì chân á, đừng có ở đây mà gọi là ỷ lại chị này kia, để đó anh gặp nhau cho nó ổn thỏa hết hai bên. Em thì em cũng không sợ làm dâu lắm chị. Em sinh ra và lớn lên ở vùng quê á, nên là từ việc đồng áng hay là việc gia đình thì em đều làm hết ạ. Người Nghệ An là cần cù, chịu thương, chịu khó lắm. Em ở vùng nào? Em ở Yên Thành ạ. Yên Thành hả? Dạ. Anh về Yên Thành nhiều lần lắm rồi. Gái Yên Thành dễ thương lắm. Người Yên Thành anh biết mà. Anh đi cả nước luôn, chỗ nào anh cũng nói vậy hết trơn. Anh bên đây á, cũng thật thà. Anh nhìn mặt anh biết kinh nghiệm mà. Mấy cái người mà mặt giống giống anh á, ai cũng trời ơi. Có cần tiền bạc mình quản lý hay giao cho ảnh gì không? Trong gia đình thì tài chính người vợ giữ sẽ tốt hơn. Còn đi ra đường thì em sẽ để cho chồng thoải mái chi tiêu. Chồng em mỗi tháng nộp cho em 10 triệu nè. Lấy ra được bao nhiêu? Thì anh có thể lấy từ 4 đến 5 triệu cũng được ạ. Trời nhiều vậy em? Vậy được á. Dạ. Tính ra dạ. Thua rồi. 10 triệu mà đang xài liên tháng đưa 10 triệu, rồi, 10 triệu thu được 4 triệu. Cái này lại rất là. Cái nhiều khi mấy bà đưa 10 triệu lấy không ra triệu nào được á. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với mẹ với dì chị. Ồ có mẹ đây hả? Hay quá. Sơ bộ thì thấy được rồi đó. Sơ bộ. Với lại con cô thì nói chung là cũng rất là thật thà. Nói sao là hiểu vậy, không có nhạy về tâm lý phụ nữ ha. Cho nên là cái gì là nói thẳng vậy đó. Thấy là quê ở Nghệ An như vậy là có gia đình ở đây không, hay là con vô đây một mình? Bố mẹ thì ở quê hết ạ. Ở Nghệ An thì nó ha, dạ đúng rồi, thấy xa quá à, lại đi say xe dữ lắm. Thì máy bay ra Vinh có một tiếng đồng hồ à, tới Vinh rồi. Tới Vinh đi thêm 60 cây số nữa tới Yên Thành cũng không xa lắm đâu. Không thì bây giờ nói chung là do hai đứa thôi à. Dạ. Đã, nếu gì thì mình cũng phải cố gắng khắc phục vậy. Dâu thôi. Xinh lắm ma. Rồi dạ cảm ơn cô. Mình có đi với ai không? Dạ em đi với dì em ạ. À, nói về cháu của em thì từ nhỏ đến lớn là đi học rất giỏi, học đại học cũng 5 năm liền học bổng lận. Dì thấy bạn trai bên này cũng hiền, cũng thật thà. Dạ cảm ơn dì. Rồi bây giờ cho hai trẻ gặp mặt, quan trọng là hai bạn hết. Kéo màn lên. Quà tặng em. Anh thấy em thế nào ạ? Có giống như trong tưởng tượng của anh không? Thì nói chung về ngoại hình thì có hơn tưởng tượng à. Cái nhìn đầu tiên thì sao ạ? Thì thấy anh, em thấy anh thấy. Thì ngoại hình thì cũng hơn mong đợi rồi. Tính cách thì anh thấy cũng nhu mì cũng được. Không có nóng tính, nhìn các bạn nóng tính mà. Em thì thẳng tính thôi. Còn nóng thì em không nóng đâu. Ví dụ bạn nam mà nóng thì thôi em bỏ đi nơi khác à. Anh có thích trẻ con không ạ? Anh thích á, trẻ con cũng thích anh lắm, anh đi chơi anh thấy vui lắm. Dạ. Thì sau này nếu mà mình quen nhau rồi thì một tuần em muốn thích đi chơi bao nhiêu lần đó? Em thì thường được rảnh thứ bảy chủ nhật, còn ngày trong tuần thì thường buổi tối thì em có đi học nữa. Đi làm về thì em mệt, em cũng không muốn đi đâu đâu. Bạn nam nói một câu gì tình cảm đi. Thì hôm nay lên chương trình này thì gặp em anh rất là vui. Anh muốn là cái niềm vui này nó sẽ có thêm rất nhiều lần nữa.
không? Hợp không? Yeah. Hợp nói gì về, nói gì về, chào gì vài câu trước đi, mình đằng trai chào gì đó. Dạ, yeah, chào gì. Thống rất hiền, rất ngoan. Và nhiều khi hả, nói chung là hiền quá cũng dễ bị bắt nạt, cho nên hả, cháu cũng đừng bắt nạt cháu gì. Dạ, cái đó thì dì an tâm gì, tại con thì cũng không có dữ lắm gì. Con ở trong ti cũng thường hay nhìn nhìn mọi người. Vậy thì được. Ông này cái chuyện chán ghê luôn á. Vậy mới ế chị. Vậy mới ế, đúng rồi, bỏ tay ra sau đi. Để tay đừng bấm đi bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha, nãy giờ chúng ta cũng đã trao đổi được ít phút rồi, cũng hiểu nhau được phần nào. Gì vậy? Muốn vợ lắm rồi. Ủa sao vậy Tiến? Vậy là phạm luật rồi đó, là tôi rồi đó. Một, hai, ba. Sao ông bấm lẹ vậy? Nôn lắm rồi ha. Trời ơi, nôn quá rồi, tính sớm đi. Ủa ai kêu nắm tay vậy? Em tự xử vậy, em tự xử. Tự bấm tự nắm tay luôn vậy đó hả? Sao nắm thấy sao? Hả, Nghệ An với Sài Gòn thấy nó gần nhau không? Cái quê nó không gần quan trọng mà, người gần là được rồi. Bạn gái cười tươi quá nha. Mày hợp rồi nha, giống giống nhau. Dễ cưới sớm lắm mà. Không có con gái thôi. Em thấy bạn nó run lắm. Không sao, không sao. Này, mày này đi. Ôm thì ôm tay chứ không ôm cấu chi. Né là kỳ. Ừ, có làm lại không hay là làm lại? Có làm lại không? Làm lại đi. Thôi, có làm lại không nữa. Đồng ý hẹn hò. Ờ, xin mời nhà gái. Rồi, mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Mình giới thiệu đi nào. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quỳnh Linh và xin chào tất cả mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Lê Thị Thủy, năm nay em 29 tuổi, em ở Bình Chánh ạ. Hiện em là một nhân viên y tế đang công tác và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Tức là làm... Em làm điều dưỡng. Điều dưỡng? Dạ. Về cái khoa nào? Dạ, em làm phòng quản lý chất lượng, chuyên về khiếu nại, khiếu kiện, giải quyết các đường dây nóng của bệnh viện. Mời bạn trai. Dạ, chào anh Quỳnh Linh. Chào chị Hồng Vân, chào bạn gái bên cạnh và chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Quỳnh Trọng Kim. Năm nay em 30 tuổi, sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện đang làm nhân viên văn phòng tại công ty dịch vụ quản lý quận 8. Thủy Kim, à, hợp lý nha. Kim xanh Thủy đó ha. Rồi thế vậy là Thủy có cái điểm mạnh, điểm yếu gì? Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt huyết và luôn toàn tâm trong mọi công việc. Còn khuyết điểm của em là chắc là do em hơi độc lập và hơi tự lập trong cuộc sống, cho nên có một chút gì đó nó mạnh mẽ. Còn anh trai? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình trong công việc. Điểm yếu là nhiều lúc em cũng bị hay quên. Và có cái tật là nhiều lúc hay đổ mồ hôi nhiều. Đổ mồ hôi trộm ấy ha. Dạ, mà em đổ rất là nhiều. Đổ nhiều đúng không? Dạ. Phải đi kiểm tra sức khỏe nha. Dạ. Bây giờ thì em cho đàn gái biết mình có mấy mối tình rồi. Dạ, em cũng trải qua hai mối tình anh. Mối ngắn nhất là nhiêu, dài nhất nhiêu? Dạ, mối ngắn nhất là 3 tháng, mối dài nhất là 2 năm. 2 năm rồi sao mình chia tay? Dạ, do bạn ấy là đi du học bên nước ngoài rồi định cư ở bên bển luôn rồi, tụi em sẽ ra chia tay. Đành phải chia tay đúng không? Dạ. Chia tay lâu chưa? Dạ, cách đây cũng được 9 năm rồi anh. Trời ơi, 9 năm rồi. Dạ. 9 năm rồi, không có yêu ai nữa luôn. Dạ, cũng có yêu đơn phương nhưng mà do không thấy không hợp rồi nên không đến được với nhau anh ơi. À, đó là lý lịch tình yêu của đàn trai đó đàn gái. Em làm cái nghề của em á, dạ, có khi nào mà em được bệnh nhân yêu mình không? Dạ, sẽ có bệnh nhân yêu thương và có những bệnh nhân mà làm cho mình rớt nước mắt. Sao? Tại dạ, sao? Dạ, vì cái nghề của em là nghề tiếp đường dây nóng và tiếp dân khiếu nại khiếu kiện. Thì các bệnh nhân vô bệnh viện thì sẽ có những cái bức xúc và em sẽ tiếp. Và nhiều lúc mình không phải là người gây ra vấn đề, nhưng mà bệnh nhân lên lại sử dụng những lời nói nó làm cho mình thấy tổn thương. Thì mình vẫn ân cần và xin lỗi và cảm ơn bệnh nhân. Nhưng mà khi bệnh nhân bước ra khỏi phòng thì tự nhiên nước mắt rơi. Cứ xin lỗi mà họ cứ chửi thôi. Dạ, tại vì lúc đó là cái sự cao trào của họ, có một cái gì đó bức xúc của bệnh nhân. Chứ còn có ai lên gặp em mà tỏ tình với em chưa? Dạ, vị trí của em chắc không có ạ. Dạ, em trải qua hai mối tình chính thức. Mối tình đầu tiên là 4 năm, lúc em còn học sinh. Mối tình thứ nhì là được 2 năm.
Chia tay lâu chưa? Dạ, chia tay cách đây 3 năm. Lý do em chia tay là do anh bắt em là một phụ nữ phải giỏi việc nước, đảm việc nhà. Khi mà một người đi làm công việc hàng ngày từ thứ hai tới thứ sáu vậy thì về anh bị bắt là phải nấu cơm, ví dụ nấu cơm phải là đầy đủ các món, ví dụ cá chiên là phải nước mắm mọ, chua ngọt, rồi ví dụ như là cá kho thì phải nước mắm khác, canh thì phải sao. Thì em không phải là dạng phụ nữ không biết nấu ăn, nhưng mà để mà làm như một bữa ăn thịnh soạn mình như vậy, dạ, thì là em sẽ không có thể theo nổi. Bên ông dạ, chào anh. Xinh gái xinh đẹp quá này. Thật sự anh qua đây anh nhìn em là bởi vì anh khâm phục em. Dạ, một cái người trực điện thoại biết bao nhiêu cái bức xúc, biết bao nhiêu cái gì đó họ đổ lên đầu mình. Thật sự lúc đó mình cũng không trách họ, bởi vì họ quá đau thương trong cái việc người nhà bị cái gì đó. Dạ. Thì họ không biết xả đâu, đôi khi họ xả vào đấy. Dạ. Mà mình nghe hết. Dạ. Và cuối cùng thì có đôi khi mình chỉ khóc một mình thôi. Dạ. Thôi cũng thông cảm nha. Dạ. Và cũng cảm ơn những người như em. Dạ. Bây giờ em muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ, đối với em thì em muốn anh ấy một người cao mét trên 1m65. Ngoài hình thì nhìn được là được. Và quan được. Trọng là đối với em là tính cách. Tại vì em mong muốn có một anh có thể bảo vệ được em, che chở được em, để em không phải gồng mình lên để mạnh mẽ. Anh bên đây có thể che chở, có thể bảo vệ em luôn. Cho dù phong ba bão tố về tướng anh cũng hơi to. Em có không thích điều gì đàn ông không? Dạ, em không thích ở đàn ông là hút thuốc, nhậu nhẹt có giới hạn là được rồi. Chào chị Hồng Vân. Chào nè, có hút thuốc không nè? Dạ, có hút xả dao chị. Xả dao là nhiêu nè, ngày nhiêu điếu nè? Dạ, khoảng từ 3 đến 4 điếu rồi chị. Từ 3 điếu, thiệt không á? Thiệt chị. Xả dao ai mà ít vậy? Dạ, xả dao cũng anh em trong công ty thôi chị. Xả dao là điếu thôi. Nhưng mà tiếp 3-4 người. Tiếp 3-4 người là khổ vậy đó. Rồi là nhậu thì là nhiêu lon nè? Dạ, em nhậu cũng 4-5 lon rồi chị. Cũng 4-5 người là cũng điếu thuốc với lon bia đó. Dạ. Em muốn người bạn gái của mình như thế nào? Em muốn người bạn gái của em thì như mặt dễ nhìn, hòa đồng vui vẻ, rồi biết trên biết dưới, với lại là sống bình thường đơn giản thôi. Chứ em không thích sự cầu kỳ, sửa soạn nhiều quá. Bên không kia là dư luôn đó em. Có muốn bạn nó giỏi việc nước, đảm việc nhà không? Không, ví dụ như việc nước thì mỗi người một công việc em không có nói được. Nhưng mà việc nhà thì có thể là em và bạn ấy, nếu mà tiến tới được hôn nhân thì em và bạn ấy sẽ hai người cũng phụ nhau làm, chia nhau công việc. Em biết nấu ăn không? Dạ, em cũng biết nấu đơn giản thôi chị. Nói nghe nè, ví dụ như bạn đẹp tự nhiên, rồi ví dụ như bạn sửa soạn chút xíu á thì em thấy như sao? Em thấy cũng bình thường, nữ hiểu làm đẹp là chị. Rồi em thích con gái đẹp không? Thích chứ, em thích gái đẹp chị. Bây giờ con gái cao bao nhiêu thì là đúng tiêu chuẩn của em nè? Dạ em nghĩ từ 1m60 tới 1m65. Chết rồi, em còn 1m50 rồi. 1m50 hả? Dạ. Thiệt không? Thiệt. Chết rồi, 1m50 giờ dạ, sao? Hả? Mình giảm xuống thôi mà. Còn em có mét nhiêu nè? Dạ em 1m72 chị. Người ta 1m72 đó. Lực lưỡng đô con có thể bảo vệ em được. Dạ. Ừ. Tôi thấy là được đó, ổn nên đó. Nên hỏi người thân đi ha. Hỏi đi Vân. Để cho trẻ gặp nhau đi. Đúng ha. Rồi. Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ em. À đi với mẹ. Xin chào chị Hồng Vân. Chào MC Quyền Linh và chào gia đình nhà gái. Thì từ đầu mà thấy cháu gái bước ra là cô đã rất là thích rồi. Cảm ơn cô ạ. Rồi cô cũng nói là về cháu Kim á, anh chị em trong cơ quan đều khen là rất là vui, hòa đồng với mọi người. Thì nói thật là nhà cô thì có mình cô là nữ à, hai đứa con là trai, Kim là anh. Thành ra là trong cái công việc nhà đó thì là hai anh em đều có phụ giúp với cô hết, chứ một mình cô thì cũng không có làm nổi đâu. Cháu nói là nhà cháu ở gần Bình Chánh thì rất là tiện, với lại Trọng Kim bên đây, tại vì nó cũng là ngay quốc lộ 50. Nhà cũng gia đình ngay quốc lộ 50 thì mình sẽ gần gũi nhau hơn. Có bao giờ em nghĩ trong đầu á là khi cái người bạn gái hoặc người vợ của em có một cái nét gì giống mẹ? Dạ cũng có chị. Có ước đúng không? Mẹ cũng đẹp quá nha. Em là trời tiêu, em cầu được ước thấy đó. Mẹ đẹp và con dâu tương lai cũng đẹp luôn cái đó. Cái nét của con dâu có nét giống mẹ đúng đó rồi. Nói cho em biết mà mẹ ra là mẹ thích liền đó. Sao này giờ mình đi với ai nè? Dạ em đi với chị họ và các đồng nghiệp trong cơ quan ạ. Dạ chào chị Hồng Vân, chào anh Quỳnh Linh. Em là chị họ của Thủy. Qua buổi nói chuyện thì thấy bên đằng trai là ngoại hình dễ nhìn, tính tình thì cũng dễ gần. Thì chị cũng mong là hai em tạo cơ hội cho nhau để tìm hiểu thêm. Rồi vậy là tốt rồi. Mở rào thôi. Mở rào. Không gian này là của Kim với Thủy đó.
Kim, Sanh Thủy. Em chào anh ạ. Lần đầu tiên gặp em, có món quà. Dạ, rất vui được gặp anh ạ. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ, cho em món quà em tặng. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng. Quà thì mở ra coi là gì nè. Dạ. Đây, có một ít mỹ phẩm anh tặng em. Wow, cảm ơn anh. Dạ. Là gì ạ? Gì Kim? Mỹ phẩm chị. Dạ, nước hoa, nước son ạ. À. Son, rồi kẹp chì mắt. Dạ. Thế hả? Dạ. Dạ, em sẽ dùng nước hoa và những cây son này để đi gặp anh vào những buổi hẹn hò ạ. Dạ. Ông này ông mâu thuẫn ghê á, ông Kim. Ông nói ông không thích con gái sửa soạn mà ông tặng cho người ta toàn những cái đồ. Em cũng có một món quà tặng anh. Dạ. Và trong đó có một bức thư. Em có, đó là những lời em gửi gắm tới anh. Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Anh có quên để mở ra đọc được Dạ, anh có thể mở ra đọc cho mọi người coi ạ. Chào anh, Việt Nam hơn 95 triệu người. Em gặp được anh là một cái duyên. Chúng ta đến với nhau hay không là do kiếp nợ. Nếu không có nợ thì làm bạn anh nhé. Cảm ơn anh vì đã có mặt hôm nay. Hay, tốt rồi. Lần đầu tiên em anh em có cảm giác như thế nào? Dạ, em cảm giác là anh là một người có thể bờ vai để bảo vệ em, che chở em. Dạ. Dạ. Anh nhìn em thì anh thấy cũng có cảm tình, em rất là dễ thương, xinh đẹp. Dạ, cảm ơn anh. Cũng có nét giống mẹ anh, như chị Hồng Dân đã nhận xét. Dạ. Sở thích của em thường thường nó thích đi đâu nè? Em thì thích ở nhà quây quần với gia đình. Dạ. Mình nấu những bữa ăn cùng với gia đình. Ngày nghỉ anh sẽ làm gì? Ngày nghỉ anh có thể đi dạo phố Sài Gòn. Anh thích đi chơi lắm, nói chung là anh thích la cà, dạo phố xong vòng Sài Gòn. Bây giờ mình nói vấn đề làm dâu đi. Dạ, thì vấn đề làm dâu của nhà anh thì mẹ anh không có quan trọng vấn đề làm dâu. Dạ. Nếu mà anh với em tiến tới được hôn nhân, anh em sẽ qua nhà anh ở cũng được hay là sao cũng được. Dạ. Dạ. Nếu như mà ba mẹ có làm dâu thì em vẫn làm dâu. Còn nếu như mà ba mẹ cho ra ở riêng thì có thể ở nhà em. Ví dụ như mà xa quá thì chúng ta có thể tích góp thêm để tiến lên và gần với ba mẹ hơn. Dạ. Nếu hai đứa chung một nhà, quan điểm về con cái, con trai con gái ra sao? Anh thì không quan trọng con trai hay con gái, con nào cũng là con của mình. Anh đều thương như nhau. Đối với em rất là vui khi nghe câu anh nói là anh không quan trọng con trai con gái. Tại vì mẹ mang bầu em và khi phát hiện ra em là con gái thì ba em đã bỏ em. Nhưng em mong muốn là không có phân biệt giới tính. Dạ. Tức là từ nhỏ là em đã không có cái tình cảm của cha rồi đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà nhà em có mấy người? Dạ, nhà em có chị gái nữa. Là hai chị em? Dạ. Với mẹ, lúc đó ba bỏ đi là coi như ba mẹ con ở với nhau. Dạ. Thực ra là khi bạn tâm sự ra điều này á, thì cái người chồng á, là cái vai trò của em không phải là chồng không, mà em phải có cái tình cảm của người cha. Sự bảo vệ, sự bao dung đối với vợ của mình. Đó là cái điều mà bạn ngầm ý để kể cho em nghe về cái câu chuyện của bạn đó. Em có hiểu không? Dạ em hiểu. Bây giờ đẻ con gái là có vàng trong nhà đó nha. Dạ. Con gái rượu đó, không có lo nữa. Bây giờ thế này nè, mình giao lưu văn nghệ chút xíu đi, để mình có thêm nhiều cái cảm xúc để mình quyết định nha. Tươi quá, mặt tươi rói rói vậy thiệt á. Lòng hai tay luôn Kim. Dạ. Nhìn vào Thủy. Anh xin hát một điệp khúc của bài Đúng Người Đúng Thời Điểm. Dạ. Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh lo. Chẳng hứa xua được mây đen, nhưng bình yên khi bên anh. Tìm thấy em người anh yêu, lúc yêu thương tựa như nắng buổi chiều. Từ nay em sẽ làm cuộc sống tốt hơn bao điều. Cảm ơn anh ạ. Thủy đáp lại đi. Dạ, để đáp lại anh thì em xin tặng mọi người trong trường quay cũng như là các đồng nghiệp đang hoạt động ở ngành y và đang ở tuyến đầu bài hát Cô Gái Ngành Y. Vào cơ chừng đêm nay, trong đêm khuya lạnh giá, những căn bệnh hiểm nguy, thầy thuốc không ngần ngại, đã có bàn tay em nhẹ nhàng dịu dàng chăm sóc bệnh nhân. Nắng hồng bừng lên sương tan lặng lẽ, nắng vui chiếu rọi với đàn chim non. Ánh mắt em đây như muốn nói, em đây là cô gái ngành y. Em cô gái ngành y, không ngại chi gian khó,
với tấm lòng lương y, thầy thương như mẹ hiền, mãi mãi còn trong tôi nhẹ nhàng dịu dàng cô gái ngành y. Chúng ta đã có một trò chuyện rất là thú vị. Mỗi người có một tính cách rất là đặc biệt, rất là dễ thương. Vấn đề là con tim các bạn có rung động thật sự hay không? Tôi không biết có rung động hay không, mà tôi thấy ông Kim mồ hôi của ông thiếu điều bây giờ nè, nó chảy ướt áo luôn rồi. Chúng ta hãy để tay vào nút bấm. Con tim mình rung động mạnh thì mình bấm liền, còn nếu chưa rung động không còn bấm. 1 2 3. Hết thời gian. Hãy nắm tay nhau đi, bấm nút cũng cùng chung một nhịp. Ý nói gì với mẹ đi. Dạ con xin phép cô là cho bọn con cơ hội để tìm hiểu. Và vì sinh ra trong một gia đình thiếu thốn tình cảm nên mong rằng gia đình mình coi con như con ruột và luôn yêu thương đùm bọc con. Rồi, để mẹ nói một câu nè. Đây là cô cũng nói thêm là cô nhà cô không có con gái, cô rất thích con gái. Mà hôm nay á, là nếu là được con hẹn hò với con của cô thì cô thương con như con gái. Quá trời hay luôn rồi. Rồi đó, bây giờ xin phép đặt nụ hôn đầu tiên lên gò má của bạn gái coi nào. Để xin phép chị cho em hôn gái. Dễ thương lắm á. Dạ, anh nó run quá, anh run cầm cập. Run quá đúng không? Hai đứa đều dễ thương cả. Dạ. Những cái nụ cười rất là tươi. Và mong rằng tất cả mọi điều may mắn sẽ đến với hai đứa nha. Dạ. Trong profile chương trình em ghi là em định không có lấy vợ đúng không? Ngộ ta, tự nhiên sao mà có ý nghĩ sợ phụ nữ đâu có ai mà hung dữ gì đâu. Nha, yên tâm không có sao hết trơn á. Em nếu được thì đẻ luôn rồi, không sao hết. Trời ơi, chưa cưới đẻ luôn ghê vậy. Sao cũng được, đừng bị dạ, thế. Miễn anh đàn ông là được rồi. Rồi, ngồi đi em. Mời bạn nữ. Rồi, mời em ngồi. Rồi, mình giới thiệu về bản thân đi em. Em tên gì? Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào bạn trai và chào toàn thể mọi người. Em tên là Đỗ Phương Duyên. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại Sài Gòn. Năm nay em 32 tuổi. Em tuổi con cọp. Dạ, em làm nhân sự. Em là dành cả tuổi thanh xuân để tính lương cho đồng nghiệp đó chị. Trời ơi, hay quá. Làm nhân sự là khó tính lắm đó nha. Sao anh biết hay vậy? Trời ơi, làm nhân sự là một trong những khâu rất là khó. Mà dưới là mọi người rất là sợ. Chàng trai bên đây, mình giới thiệu về mình đi. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Và chào quý vị khán giả có trong phim trường. Tôi tên là Lê Duy Linh, năm nay tôi 38 tuổi. Tôi sinh ra ở Sài Gòn. Tôi đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Đang là kỹ thuật cho công ty cung cấp thiết bị cho rạp chiếu phim á. Kỹ thuật á hả? Dạ. Về âm thanh ánh sáng dạ. Hả? Không, về âm thanh. Kỹ sư âm thanh á. Kỹ sư âm thanh, dạ. Rồi. Một bên là nhân sự, một bên là kỹ sư âm thanh. Bên kia 32, bên đây 38. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là sự nhiệt tình. Em cũng vui vẻ, tính em cũng năng động. Nhiều khi nó cũng tăng động. Tăng động luôn. Khuyết điểm của em là cũng hơi nóng tính chút xíu. Cái gì mà không giữ ý em là em hơi khó chịu mà em nhăn. Khó chịu. Không, đừng nhăn. Dạ, để không cười. Nhăn là đã thấy khó chịu rồi, nhăn chi nữa. Dạ. Sở trường sở đoản của mình là gì? Em thích đi du lịch. Mình còn gì nữa? Dạ, em cũng thích ca hát. Ca hát. Chị có dám nghe không? Dám chứ. Sở trường hay là sở đoản? Em hát thử. Hát thử là biết liền nó sở gì ha. Rồi, xin mời. Dù đã biết yêu người luôn trái ngang, nhưng em vẫn yêu. Vẫn yêu người thật lòng, dù cho nhiều đớn đau. Tình vẫn đã sâu tận trong trái tim, sâu trong đáy lòng. Sẽ cho anh rất nhiều, dù cho ai kia luôn hững hờ. Xin cho anh trái tim em yêu dại khờ. Xin cho ai nói cô đơn luôn khuất sâu trong lòng. Vẫn biết yêu người không lối thoát, nhưng tình em nơi đây sẽ trao về anh mãi mãi. Dù cho mai sau người không yêu em, thì lòng em vẫn thế. Vẫn biết yêu
người không lối thoát, nhưng tình em nơi đây sẽ trao về anh suốt đời. Một lòng yêu anh, yêu bản con tim em mãi muôn đời. Hay quá, giọng quá trầm quá vang luôn ha. Vậy là sở trường là ca hát rồi đúng không? Dạ. Rồi bạn trai bên kia cảm nhận như thế nào về giọng hát của bạn nữ? Giọng hát hay chị. Em hát được không? Dạ em hát được. Em hát câu đi. Ô hay mắt tình lại buồn hay sao, khi anh đã nguyện một đời yêu em. Dù cho nét môi son phai mờ, dù cho mắt xanh kia hững hờ, và dù năm tháng phôi phai. Rồi, em có những cái ưu điểm gì? Dạ, ưu điểm của em là hòa đồng, biết quan tâm, chia sẻ. Còn khuyết điểm? Khuyết điểm em là hơi ít nói. Ít nói, không sao, ít nói cũng là một ưu điểm đó em. Rồi còn có tật xấu gì không? Dạ, không có tật xấu. Không có. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em có hai mối tình rồi. Mối tình dài nhất là bao năm? Mối tình dài nhất là được 3 năm. Tại sao chia tay? Tại vì lúc đó em lo sự nghiệp của em á, cho nên người ấy không có đợi em được á. Nên là cô ấy đi lấy chồng á. Bây giờ công việc ổn định chưa em? Công việc thì giờ cũng ổn rồi chị. Nếu bây giờ được thì bao lâu mình sẽ tiến tới hôn nhân được? Nếu mà được thì 6 tháng đến 1 năm là... Tình trường mình sao cưng? Dạ, mối tình chính thức của em là được 5 năm. Rồi lý do sao chia tay? Dạ, tụi em cũng gần đến lúc là cưới nhau rồi thì hai gia đình có nhiều trục trặc á xảy ra, nên sau đó 2 năm thì tụi em chia tay. Rồi gần đây có mối tình nào nữa không? Dạ, nhỏ lẻ em chưa có chính thức. Có nhỏ lẻ nữa hả? Chưa tính hả? Vậy là mình ở không bao lâu rồi? Dạ, ở không khoảng 3 năm rồi. Lý do tại sao 3 năm không có ai? Dạ, chắc tại đi du lịch nhiều quá thì... Em hay đi du lịch lắm hả? Dạ, đúng rồi. Đi khi... công việc sao? Cuối tháng chuyển lương là đầu tháng đi du lịch cho xả stress đó chị. Sung sướng quá ha. Rồi vậy bây giờ muốn tìm một mẫu người như thế nào? Trưởng thành. Em thì thích nấu ăn, thế nên em mà em không thích dọn dẹp, thế nên là cần một người biết rửa chén là được rồi chị. Chứ đó giờ ăn xong đập chén luôn hả? Rửa chén thì em trai biết rửa chén, biết rửa chén, biết dọn dẹp nhà cửa. Vậy được. Cao chắc khoảng từ gần 1m7. Tại em cũng cao 1m62 rồi. Em cao, em hay cao gót nữa, chắc lên được 1m7 luôn. Cao nhiêu? Dạ em cao 1m68 chị. Được rồi. Dạ được rồi chị. Rồi. Rồi bây giờ em tưởng tượng bạn trai bên kia sao, em đoán luôn đi. Hai bên cứ trao đổi với nhau trực tiếp luôn đi cho nó thoải mái. Em cũng mong muốn có một chàng trai là có trách nhiệm rửa chén cho em nha anh. Rồi, anh sẽ rửa chén cho em. Thôi rồi. Chưa thấy mặt mà đòi rửa chén cho người ta luôn. Thích cái gì, không thích cái gì nói luôn với ảnh đi coi sao. Mình không thích cái gì ở người đàn ông. Anh thích người phụ nữ như thế nào trước em? Biết quan tâm, chia sẻ, biết tôn trọng người trên rồi, và biết cách cư xử là được rồi. Dạ. Đặc biệt là phải chung thủy. Dạ em rất là chung tình anh. Em dạ, một mối tình là từ đó là giờ 5 năm tới giờ luôn anh. Dạ vậy hả? Được chưa? Dạ được. Vậy thôi hả, đơn giản vậy thôi hả? Cao thấp bập ốm gì cũng được hết. Quá dễ. Rửa chén được đúng không? Dạ rửa chén được. Giặt quần giặt áo được đúng không? Dạ được. Quét nhà cửa được đúng không? Dạ được. Giữ em bé được không? Dạ tất nhiên là được rồi. Được luôn hết em biết là mong muốn. Đúng là đàn ông của gia đình. Bên đây ngon rồi đó. Tìm một người bạn gái là có yêu cầu gì không? Biết tôn trọng mình là được rồi chị. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không? Thì đừng có khó chịu quá, nóng tính quá cũng không được. Trong profile chương trình em ghi là em định không có lấy vợ đúng không? Dạ thì nhiều khi em cũng nghĩ là do phụ nữ nhiều khi nóng tính quá, mình cũng ngại á. Rồi phụ nữ nào nóng tính lâu lâu mới có người thôi chứ em. Sợ cái không muốn lấy vợ luôn. Sợ phụ nữ hả? Không phải sợ phụ nữ mà sợ cái tính cách, cái tính sợ của nóng tính rồi sợ gì nữa? Sợ mà hay càm ràm, nóng tính hay càm ràm. Dạ. Rồi có sợ phụ nữ gì nữa không? Dạ không. Bây giờ đã muốn lấy vợ chưa? Dạ, bây giờ có thể lấy vợ được rồi. Bây giờ gia đình em phản đối thì em tính sao? Chắc không có phản đối đâu chị. Tại em cũng lớn rồi. Nên là em có thể quyết được cái vấn đề đó. Ngộ ta. Tự nhiên sao mà có ý nghĩ sợ phụ nữ. Phụ nữ đâu có ai mà hung dữ gì đâu. Nha, yên tâm không có sao hết trơn á. Trời đất ơi. Lúc em chia tay em cũng định không lấy chồng luôn á chị. Trời ơi, nhưng hai người này xứng luôn. Mắt nhưng mà lúc mà chương trình gọi điện cho em là gực dậy cái niềm đam mê của em rồi chị. Đam mê lấy chồng hả? Mê trai. Mê trai. Bây giờ em cảm nhận cô ấy có càm ràm không? Em chưa thấy càm ràm. Có nóng tính không? Dạ em chưa thấy. Có đó.
Có. Nãy cô nói hơi nóng tính đó. Nóng tính. Cuối tháng em có nóng tính không? Cuối tháng mới nóng tính đúng không? Cuối tháng mới nóng tính. Ta gọi là tới tháng nóng tới tính tháng đó. Nóng tính. Dạ không. Cuối tháng là tính lương em mới nóng tính anh. Bình thường là đầu tháng giữa tháng không sao. Thì tới tháng đó. Tới tháng là nóng tính là bởi ai cũng đòi lương đó. Nói gì mà mấy người cười um vậy? Mới tới tháng mà. Ảnh mà càm ràm với lại là nóng tính là anh rút lui luôn á. Em không có càm ràm đâu anh. Khó chịu không? Em có khó chịu tí tí thôi. Nhân sự khó chịu lắm. Lên hỏi gì cũng cự chứ. Nhưng mà em nghĩ là em mới có thể làm cho ảnh vực dậy lương được giống em anh. Ồ vậy hả? Dạ. Em không có thể quản lý anh được đúng không? Dạ đúng rồi. Anh này anh hiền lắm. Nhưng mà đừng có gọi là gì ăn hiếp đàn trai quá nha. Em con cọp chứ em không có giữ đâu anh. Trời ơi. Nhìn em hiền không? Quá hiền. Bên đây em tuổi gì ta? 38 tuổi con gì ta? Tuổi thân anh. Tuổi khỉ. Tuổi khỉ hả? Cọp với khỉ hả? Em ghét nhất cái tật xấu gì của người đàn ông? Dạ em sợ đàn ông mê tín lắm anh. Mê tín, sợ mê tín hả? Dạ giống như tuổi thân với dần á. Dần em... thân tị hợi là tứ hình xung đó. Em có mê tín không? Dạ em không có mê tín. Thí dụ giờ hai cái tuổi mà không hợp với nhau á, em có chịu lấy nhau không? Thì giờ cuộc sống mình bây giờ hiện đại rồi, cái tuổi tác tôi có quan trọng vấn đề với tính cách con người thôi anh. À. Không có mê tín. Anh này hiền lắm, khoảng bao lâu cưới được? Em nếu được thì đẻ luôn à, không sao hết. Trời ơi, chưa cưới đẻ luôn ghê vậy. Nghĩa là cưới xong đẻ đó chị. Không. Đẻ luôn được không? Được anh. Được không? Được. Em thích con trai hay con gái? Đừng BD là được rồi. Hả? Trời ơi trời, cái vụ này khó nói lắm. Sao cũng được, đừng BD dạ, nữa. Miễn anh đàn ông là được rồi. Đó, cái đó mới mệt đó, cái đó mới mệt á. Đàn ông 100%. Chắc không? Được không? Được. Anh là đàn ông em ơi. Ừ. Rồi, ngon lành ha. Anh là đàn ông rồi. Khẳng định luôn rồi. Bây giờ mình có đi với người nhà, có người thân, có ai hỗ trợ mình không? Dạ, em có bạn bè với đồng nghiệp em đang ở dưới ạ. Rồi, cho chị gặp bên đại diện bên nhà gái. Dạ, em chào chương trình ạ, em chào anh Nguyễn Linh, chị Cát Tường ạ. Theo em nhận xét thì em thấy anh này cũng hiền lành và thật thà, dễ thương. Cho nên là nghĩ là anh chị cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Được không? Dạ, được ạ. Anh đàn ông không? Dạ, đàn ông. Đàn ông. Em thấy được hả? Em trai đi với ai? Em đi với mẹ của em. Có bác hả? Dạ chào bác. Chào cô Cát Tường. Dạ. Chú Quyền Linh. Dạ chào bác. Bác là mẹ của Duy Linh. Duy Linh cũng hiền lành, cũng đi làm về tối rồi cũng phụ mẹ lo công việc nhà. Thế con dâu tương lai thế nào bác? Dạ dâu thì bác thấy là cháu cũng vui vẻ, hiền lành, đẹp. Bác chịu bác không? Thích. Dạ. Dạ chịu. Bác cũng mong cho hai đứa tìm hiểu với nhau đi tới hôn nhân. Cảm ơn bác nha. Dạ cảm ơn bác. Hai bên cũng đã khảo sát rồi, bây giờ vấn đề còn lại là hai đứa nha. Mở cửa trái tim. Quà gửi các em. Dạ. Cảm ơn anh, dạ. Em tặng anh. Dạ, cảm ơn em. Em có cảm nhận gì về anh? Đem đem mất kiến mua cái đó. Kiểm tra nhân sự á. Kiểm tra anh có phải đàn ông không? Cái đó kiểm tra sau, anh thấy em thế nào? Thì nhìn em cũng dễ thương. Những thời gian mà rảnh rỗi á, anh thường làm gì? Rảnh rỗi thì nếu mà ở nhà anh dọn dẹp nhà cửa. Anh có rửa chén không? Có rửa chén. Cô này còn cứ lo chuyện rửa chén không hả? Công việc của anh có hay thường đi công tác không? Công việc thì cũng hay đi công tác. Anh có thường kết hợp việc công tác với việc du lịch? Cũng có em, cũng có, ví dụ như mình đi công tác mà có thời gian á thì mình ở lại chơi một hai ngày. Anh ở lại anh nhớ rủ em đi chơi theo ha. Ok. Sẽ mua vé cho em ra đi chung nha anh. Em đang suy nghĩ tới có con thì em sẽ dạy con bằng tiếng Anh, tự em dạy luôn. Không biết anh có thích vậy không? Rất là tốt. Mình hướng cho con đi theo tiếng Anh thì càng tốt. Vậy dạ. Hai người nói chuyện tiếng Anh khúc nghe coi. Bắt đầu. How you think about the future? Have a baby? You like a girl, a boy? You mean the children? Our children? How many children do you want to have? I want to have two children. One boy, one girl? What? Mệt quá, nói tiếng Việt cho dễ hiểu đi. Lấy nhau về kinh tế trong gia đình ai quản lý? Em nghĩ là không cần phải là một người nào đó phải giữ một cái số tiền của hai người. Tuy nhiên là hả, biết chăm lo cho gia đình. Anh cũng nghĩ vậy. Dạ. Tâm đầu với hợp quá ha. Nếu mà quen thì cuối năm em lấy được không? Cuối năm mình kết hôn được không? Em cũng muốn lập gia đình rồi. Thế nên là cuối năm được, không sao hết ạ. Vậy là tốt rồi. Anh nghĩ mình đến đây cũng là cái duyên của mình rồi. Em tin duyên nữa. Quá tốt rồi.
nếu mà cái duyên đó mà mình phát huy được thì thành cái nợ để mình lâu đài tình ái bắt đầu. Anh ơi lâu đài tình ái đó, sáng trong ánh tình cầu xa, cho nên cho dù nghìn năm qua còn vẫn vươn đôi phồn hoa. Anh kết lầu hoa bằng thơ tình ái, cho mắt em xanh đến tận muôn đời. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Đẹp đôi, đẹp trai, xinh gái, các bạn đủ cảm nhận để chúng ta có nên bấm nút hay không? Và nên nhớ, bấm nút, chúng ta cần có trách nhiệm với việc bấm nút của mình nha. Một, hai, ba. Chúc mừng các bạn. Nào, hai người nắm tay nhau đi. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu nha. Để em hôn anh. Được rất rồi. Ấn tượng nhà trai. Rồi, ngồi lên trái. Mời nhà gái. Trời ơi, hai chị em hôm nay mặc đồ giống nhau chưa? Rồi, xin mời em trai giới thiệu về mình. Con tên Hồ Hoàng Lộc, 27 tuổi. Đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Con làm nhân viên ngân hàng. Nhân viên làm cái gì, khâu gì? Dạ, khâu giấy tờ chú. Khâu giấy tờ mà làm cái ghê vậy? Dạ. Khâu giấy tờ là gì vậy, đi làm luôn hả? Dạ, cái này là hôm nay con xin off chú. À, xin off hả? Dạ nói. Tưởng đi làm ngân hàng làm giấy tờ mà làm cái ghê vậy? Dạ. Thì vô chắc hết làm giấy tờ luôn á. Bộ bên đó thấy ghê lắm hả? Làm thấy ghê lắm. Để coi bên đây như thế nào nha. Mời bạn nữ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan và chào tất cả mọi người đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Phạm Minh Tú, năm nay em 25 tuổi. Quê quán của em là ở Bà Rịa Vũng Tàu. Công việc hiện tại của em là nhân viên phòng thí nghiệm của công ty Infla, chuyên sản xuất về bột mì. Bây giờ mình có ưu điểm khuyết điểm gì nè Lộc? Ưu điểm của con là hiền lành, nhiệt tình, ga lăng. Hiền lành, dạ. Nhiệt tình, dạ. Ga lăng, dạ. Mặc bộ đồ này vô hiền dữ rồi nha. Rồi, điểm yếu gì nữa Lộc? Điểm yếu của con là quá nhiệt tình và hơi nóng tính một chút chút. Nóng không? Dạ. Ngồi chú đừng nóng nha. Dạ. Nóng là có chuyện đó nha. Thôi. À, nóng là có chuyện đó nha. Rồi bên kia căng thẳng quá vậy. Dạ. Đồ này là nóng là có chuyện đó nha. Wow. Dạ, chào ngon chị. Vô. Ngon vô đây. Chào em. Dạ chào chị. Dạ thôi chị không dám qua. Dạ. Rồi. Là cay tôi nay hơi bị ngon rồi nha. Em sợ quá đừng chị. Đừng có sợ đó. Đừng có bước qua tới cửa nha, xin dạ phép đàng hoàng nha. Dạ không dám qua. Nóng có chuyện à. Dạ. Tới công chuyện luôn á. Bộ đồ đó mà nóng nữa là mệt nữa. Rồi, nhà trai tôi vậy đó, hiền lành nhút nhát, lâu lâu nóng là có chuyện. Rồi sao? Nhà gái sao nè? Bây giờ nhà gái sao nè? Ưu điểm khuyết điểm của mình là gì nè? Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ hòa đồng, dễ thích nghi với môi trường mới. À, rồi. Sở trường là em thích đi du lịch. Du lịch ha? Dạ, đi Đà Lạt là thích chụp hình sống ảo. Bên kia là ga lăng lắm, là đi du lịch chung là chụp hình cho bạn gái thôi. Sống ảo không bằng bên kia đâu. Bên nó ảo dữ luôn á, ảo tới luôn á. Rồi, bây giờ mình có mấy mối tình nè? Dạ, em có 3 mối tình. 3 mối rồi hả? Dạ. Cũng khá dữ ha. Mối thứ nhất dài không? Dạ không, nói chung là tất cả đều vài tháng thôi. Quen lát đát cho vui vậy thôi ha. Vài tháng thôi hả? Dạ. Nhưng mà lý do sao mà chia tay luôn 3 mối đó vậy? Dạ, em là đạo công giáo à, nên là em gặp mấy bạn tình công an không à, nên là... Rồi, được rồi, hiểu rồi ha. Mấy mối? Dạ, 3 mối chú. Vậy nó cũng dữ quá. 3 mối vậy hả? Dạ. Mối dài lâu nhất là dạ, nhiêu? Dạ, học cấp 3 chú. À, mấy năm? Dạ, 1 năm. Mối thứ hai mấy năm? Mối thứ hai là 1 tháng chú. Mối đó dài quá ha. Dạ. Tháng rồi quen nhau làm gì? Quen nhau nhưng mà không hợp tính nhau chú.
Có tới công chuyện luôn không? Dạ, không. Rồi mối thứ ba? Mối thứ ba y chang mối thứ hai luôn chú. Cùng tháng nữa? Dạ đúng rồi. Nên nó quen làm những mối tình tháng hay gì đó. Chắc nóng lắm hả? Dạ. Có cãi nhau không? À, có chú, nhưng mà không có đụng chạm tay chân. Mai mà không đụng tay chân đó, đụng là mệt luôn. Dạ. Rồi đó. Rồi bên mỗi bên ba mối rồi đó. Bây giờ hỏi nhà gái coi yêu cầu sao nè. Mình ba mối rồi, giờ tới mối thứ tư mình muốn làm sao nè. Dạ, em muốn tìm một người chín chắn trong suy nghĩ, có công việc ổn định. Để nhét nó vô giữa kỳ quá nha. Ga lăng, nhiệt tình và nhường nhịn, hiểu được phụ nữ và kiềm chế bản thân. Bên chúng đó chị thấy mặc bộ đồ đó chị không biết có kiềm chế được hay không nha. Bộ đồ đó nó cũng hơi mệt lắm đó. Nhưng mà bên đó là có ga lăng. Em nghe căng quá chị ạ. Ừ, rất là ga lăng. Nói với chị là, nói với chú Quyền Linh là ga lăng lắm. Có cái điều gì mà em không thích ở đàn ông không? À, dạ, hút thuốc. Hút thuốc hả? Để chị hỏi. Gia trưởng. Gia trưởng hả? Để gì nữa? Vũ phu. Vũ phu. Rồi, để chị hỏi. Dạ, chính thức qua chào chàng trai. Dạ. Nãy giờ chị không dám qua. Rồi chị nhìn em chị cũng hơi sợ. Dạ. Nhưng mà chị em hiểu chị. Chị nghĩ là những người mà mặc lên mình bộ đồ này á, thì họ đã được học cái gọi là cái kiềm chế bản thân rất là nhiều. Kiềm thôi chứ nóng lên có chuyện là tới chuyện luôn. Thì đừng ghẹo cho người ta nóng. Đừng có ghẹo cho nó nóng nha. Muốn không nóng mặc đồ mát mẻ chút, mặc đồ này nó nóng lắm. Dạ, cái này chương trình kêu em mặc cho chị. Dạ. Chương trình kêu em mặc dạ. Ngõ nào kêu? Đứa nào? Chương trình ngõ nào kêu mặc? Đứa nào kêu? Em không biết nữa chị. Chị xuống chị xử liền đó. Em định mặc áo sơ mi nhưng mà chương trình kêu em mặc áo này. Con chuyện gài hàng ta. Vậy kêu người ta mặc đồ này chơi gì mấy chị? Nhưng mà thường ngày đi làm có mặc đồ này không? Để không chú. Đi đâu có mặc đồ này? Dạ đi tập. Đi tập mới mặc đúng không? Dạ. Rồi được. Nhưng mà mặc đồ này thấy cũng chưa cứng cáp luôn á. Dạ. Nóng tính dữ không? Dạ không. Nóng tính nếu dụ như mà cãi nhau thì xong con bỏ đi thôi. Có khi nào mà mình vận dụng những cái môn võ mà mình học, những cái thế đòn mà mình học để mà mình xử lý cái việc ở ngoài đời chưa? Dạ chưa. Chưa bao giờ. Dạ chưa. Nhưng mà em có hình dung ra được một ngày nào đó em sẽ vận dụng những cái này để em bắt cướp chẳng hạn, hay là giúp người khác chẳng hạn. Dạ. Có chưa? Dạ, có em từng suy nghĩ rồi. Tức là đã sẵn sàng cái việc. Dạ. Đó đúng không? Dạ, đúng. Vậy thì tốt quá. Dạ. Con chị cũng học võ. Dạ. Ừ. Bữa nào kêu con thi đấu với chú? Vô lộ mèo không à? Không đánh được một đòn nào. Bữa nào lộ mèo. Con của con thi đấu với chú chơi. Ok không? Chú. Dạ. Tối nay con trở lên luôn. Thách đấu luôn. Nè. Bây giờ vừa mở màn lên chơi vài đòn liền. Đúng. Dạ. Mình biểu diễn. Dạ. Liền. Biểu diễn liền nha. Dạ. Cho một đàn trai khí thế coi. Tới công chuyện luôn. Dạ. Ha. Được không? Giờ mình thích bạn gái làm sao nè? Dạ, thích bạn gái là hiền lành, biết kính trên nhường dưới, yêu thương động vật ạ. Ở nhà có nuôi con gì không? Dạ có, em nuôi vẹt. Nuôi vẹt với chó. À. Nuôi vẹt với con chó. Đem theo con heo. Tụi con đó chú. Tuổi của người ta. Linh vật của người ta. Tuổi này phải, nếu tuổi con cũng phải nuôi con heo này luôn chứ. Đúng không? Rồi. Rồi có gì mà không thích không? À, không thích bạn gái hay nói nhiều á. Càm ràm á. Nói và nhiều. Phải chung thủy. Con không thích cũng được con ơi. Bản tính là nói nhiều con ơi. Không hay thích càm ràm lắm. Có hút thuốc không? Dạ không. Có nhậu nhẹt không? Nhậu nhẹt ví dụ như uống 1-2 ly uống còn không thôi. Dạ. Bên đây không hút thuốc rồi nhậu nhẹt 1-2 ly uống thôi. Có bên gia đây... trưởng không? Dạ không. Không luôn. Quá khứ rồi chị. Quá khứ. Hồi đó gia trưởng đúng không hả? Dạ, hồi đó lúc hồi cấp 3 chị thì kiểu như em bị giống tính ba em á. Hay gia trưởng nhưng mà giờ hết rồi. Đừng nói xấu ba nha. Ba nghe mệt lắm rồi. Xin đi năn nỉ mấy ảnh cắt chỗ này đi chứ để ba nghe đó. Năn nỉ đi. Bây giờ mình không thích điều gì của đàn ông? Ghét nhất cái gì, tật gì? Dạ hút thuốc. Hút thuốc rồi, kia không hút thuốc rồi. Hút thuốc gia trưởng người ta không thích. Không có luôn. Khỏe rồi ha. Dạ. Chừng nào lấy chồng được nè? Năm sau nữa. Năm sau có thể năm sau nữa đúng không? Rồi nếu mà tới là năm sau. Đúng, giờ còn mấy tháng nữa tới rồi. À, còn không hiểu nhau thêm năm nữa cũng được. Còn 6 tháng nữa tới nhà năm sau. Nhà gái rồi. Tôi mở rộng cửa luôn. Đúng. Ủa nhà gái tôi là sao? Bên nhà gái bên đây. Mở rộng cửa. Bây giờ mình hỏi người thân người ta đi. Vậy đi. Ừ. Nhiệm vụ mình là hết rồi đó. Đi với ai? Dạ em đi với mẹ của em ngồi dưới. À dạ. Mẹ mặc áo về vàng nổi quá ha. Đẹp luôn. Chào nhà trai. Dạ xin chào kia dễ thương. Dạ. Tôi là mẹ của cháu Hồ Hoàng Lộc. Đâu có. Hôm nay tôi tới chương trình này, tôi rất là vui bởi vì chương trình này là đem rất là nhiều gọi như là niềm vui hạnh phúc cho các cháu.
Thì nhân đây thì tôi cũng các cháu thì hồi nãy là cũng nói hết những cái ưu điểm và nhược điểm rồi. Thì như cháu gái bên đây thì tôi thấy là cháu rất là dễ thương, rất là xinh. Cô rất là thích cháu. Cô ạ. Thì cũng mong cho hai cháu là bấm nút để có cơ hội hẹn hò. Tôi xin hết ạ. Trời ơi. Người gái chịu rồi đó. Giờ còn nhà trai, ý nhà trai chịu rồi đó. Còn buồn ngủ hả? Còn nhà gái sao nè? Đi với ai? Dạ, đi với hai dì và ba người bạn thân của em ạ. Có dì nữa ha, dì với mẹ luôn. Dì, hai dì. Dì với mẹ luôn rồi. Dạ. À, mình để trong. Mà mình để ở trong cái gì? Trong cái kiến á. Dạ xin chào chị, xin chào MC Quyền Linh, dạ, xin chào chị. MC Ngọc Lan, dạ. Xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò và tất cả mọi người có mặt trong trường quay hôm nay. Chị là dì của cháu Phạm Minh Tú, hôm nay chị đến chương trình cũng vui lắm. Lần đầu tiên đến nghe nó hồi hộp mà nó sự sáng giờ nghe nó run run hồi hộp, mà vô đây thấy cô chú vui tánh, thành ra mình cũng bớt cái run đi. Theo đây chị thấy nãy giờ là cháu Lộc này nhìn ngoại hình cũng dễ coi dễ nhìn, dạ. Thấy cũng hiền lành, dạ, thấy cũng cô dễ thương, cũng hoạt bát. Thôi giờ mình để cho thuận theo tự nhiên cho hai cháu nó tìm hiểu với nhau, dạ. Rồi chị xin hết, xin cảm ơn chương trình. Dạ cảm ơn chị. Lộc nó hiền lành lắm nhưng mà cần bảo vệ, nó có bộ đồ bảo vệ liền thôi. Đúng không? Thấy là chắc chắn rồi. Bây giờ là cháu của dì khỏi phải lo. Chuẩn bị chưa? Sẵn sàng chưa? Dạ. Chị mở rào là mình biết mình phải làm gì rồi, đúng dạ. không? Dạ rồi. Mở rào. Mở liền. Đây khoan, mở biểu diễn cái là đưa con heo tới liền. Đấm đá gì cũng được. Đúng rồi. Dạ. Xong đưa con heo qua luôn nha. Dạ. Biểu diễn cho ấn tượng với là nhà gái coi. Rồi. Hết hồn chưa? Bắt đầu. Đi vô. Qua bên kia đưa trước mặt người ta kìa. Nhiều biểu vô, diễn cho mặt nhiều ta. Nhiều vô. Biểu diễn dạ. nhiều vô trước mặt người ta chứ đâu phải biểu diễn cho đây coi. Biểu diễn cho nhà gái thôi. Dạ, dạ, dạ. Trước mặt người ta đó. Vô. Tới luôn nữa, hai ba cái nữa. Có nhiêu đó hả? Dạ. Ủa học lâu chưa? Dạ học 2 năm. 2 năm có nhiêu đó hả? Dạ. Thêm hai ba cái nữa coi. Nhào lộn đồ không? Cứ bay lên đá cặp cổ đồ. Dạ chưa, em chưa học tới giờ cháu quẩy đồ á. Bây giờ làm lại làm gần gần nó nhiều nhiều vô cho bạn gái thấy nha, gái mới nể chứ. Dạ. Bắt đầu. Đúng rồi đó. Dạ. Thấy chưa? Bây giờ mình lộn mới đứng mình làm một hơi luôn chứ nó đúng. Liên khúc luôn. Dạ. Mình làm một ừ. lèo, mình lộn một cái cái mình vô thế cái mình. Đúng rồi, cho nó liên dạ. hoàn khước luôn nào. 2, 3, chơi. Đó. Thôi. Dạ. Thì ghê chưa? Đúng rồi, hôm qua mình làm y chang vậy luôn. Ê, đưa con heo trước đi rồi tới dạ. ngày sau. Không có món anh tặng cho em. À, em cảm ơn anh, em cũng có món quà tặng cho anh. Chưa còn nữa, nhà trai có hai món nữa. Dạ, cứ cầm cho con. Anh cứ anh có làm bánh nha. Cái này là anh làm hay? Đúng rồi, anh tự làm. Ồ. Chưa. Em cảm ơn anh. Cái nhà trai tôi nể nhà trai tôi chưa? Dạ, biết học võ mà còn biết làm bánh nữa. Thôi, nó vừa làm bánh vừa học võ đó. Coi gì đây? Dạ. Ờ. Dạ, kẹo sô-cô-la. Dạ, anh mở ra, anh ăn thử. Ăn thử đi, ăn thử để đi. Để về nhà ăn em. Không, ăn thử người ta mời ăn liền luôn. Dạ. Ăn tôi ké chứ. Dạ. Thôi đi. Trời, ta mời ăn làm liền chứ. Buồn ngủ quá, hay nói có vậy. Có cơ hội chứ. Dạ. Gì đây? Kẹo. Con ăn trước thì của con trước, chú dạ, mới dạ. dám ké chứ. Chú cho con chú hai cục nha. Dạ, dạ, được chú. Chú còn hai đứa nhỏ. Dạ, được chú. Trong đó có một lá thư. Lá thư. Đúng rồi. Anh ăn kẹo đi rồi anh đọc cái thiệp đó cũng được. Dạ. Ăn cục cho chung cục đúng không? Dạ. Hồi cho hai đứa con gái chú hai cục nữa. Dạ được chú. Dạ được. Nhà tội nghiệp nó không có sô la. Dạ. MC hay xin đồ ăn nhất luôn á. Đó. Đừng có rung, bình tĩnh. Có chú đây đừng có lo. Dạ. Mình mặc đồ võ mình phải cứng cáp lên nha. Dạ. Nãy biểu diễn là nhà gái là ok rồi đó. Mẹ gái có mẹ và dì bạn gái là dạ. ủng hộ con rồi đó. Giờ mình mở ra nè ha, cứ ăn đi chú đọc phụ cho. Để không lẽ lấy hạt cục sữa lại dạ. Vạn hạt mưa rơi, không hạt nào là nhầm chỗ. Vạn người ta gặp, không người nào là ngẫu nhiên. Có sự sắp xếp
của Thượng Đế. Dạ. Bữa nay mới gặp Lộc đó. Dạ. Ăn hết đi, ăn hết đi. Dạ, xong rồi chú. Xong rồi hả? Dạ, xong rồi. Làm cục nữa không? Dạ không, nhà đường chứ. Thôi vậy chú ăn nha. Dạ, dạ. Rồi, tiến hành bên kia đi. Cho anh nắm em nhé. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Em cảm ơn. Em cũng có một bài hát gửi tặng cho anh. Wow. Nhưng mà hơi rung thì... Không sao, cứ hát đi. Nào. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót nên đã tặng. Trên tay em cầm một đóa hoa tu cầu, loài hoa khi xưa anh thích. Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió. Em có mang chiếc radio cùng bài nhạc, chờ em anh nhé. Em sẽ đến bên anh và nói. Em xin hát ạ, à. Nói gì lát coi sẽ nói gì. Nói anh yêu em. Dễ thương quá rồi. Bắt đầu đó, mình giao lưu văn nghệ ha, biểu diễn nghệ võ thuật này kia xong hết rồi. Bây giờ bắt đầu mình vô công chuyện nha. Dạ. Đó, bây giờ là hỏi coi em cảm nhận anh thế nào. Em cảm nhận anh như thế nào? Em cũng thấy anh là một người thật thà. Cũng điềm đạm, nhưng mà biết làm bánh với lại học võ sao nó cứ ngược ngược nhau anh. Không, lúc nhào bột là người ta vận dụng nội công, khí công ở trong đó người ta mới nhào được cục bột, chứ không thôi là phải dùng máy rồi. Coi như là tề gia nội trợ luôn. Đúng. Dạ. Ở ngoài là bảo vệ bạn gái là ga lăng tới bến luôn, về nhà là như một người nội trợ luôn. Thấy ngon không? Đâu phải là người đàn ông nào cũng làm được điều đó đâu. Tao quýnh vỏ tao không làm bánh. Tao làm bánh là tao không quýnh vỏ. Còn này vừa quýnh bò vỏ vừa làm bánh luôn. Văn võ song toàn. Hồi nãy anh có nói là anh có nuôi thú cưng là vẹt với lại chó. Ừ. Anh nuôi chó gì vậy? Anh nuôi chó ta. Thì nuôi vậy như chó cỏ chứ không có cho nó vô nhà đúng không? Có cho vô nhà em. À cho vô nhà. Em hơi ngại lông chó. À. Em có lông chó về cạo lông hết chó. Nuôi miếng chó có lông đi. Chuyển qua nuôi cái con mèo gì mà nó không có lông á. Mèo kiểu lông. Con mèo gì á, con mèo Anh Quốc phải không? Ừ đúng rồi. Mèo nhìn mặn kỳ lắm. Ngại chó thì không sao. Bây giờ mình nữa mình làm cái nhà chuồng chó đó mình để ngoài cũng được đúng không? Dạ được chú. Được, nhà trai làm được. Anh đô của anh mấy lon? Đô của anh hả? Chắc 5-6 lon gì đó em. 5-6 lon hả? Không, chừng nửa thùng đổ lại là được rồi. Anh có hay đi nhậu không? Không em, anh ít đi nhậu lắm. Vậy cuối tuần anh rảnh anh làm cái gì? Ví dụ như anh đi học nhạc nè. Anh đi tập võ với bạn bè nè. Anh học nhạc là học đàn, học hát hay là... Anh học hát em. Cái đó là đam mê hay là anh có cái mục tiêu gì khác cho cái việc? Anh đam mê nhạc với lại võ. Nhà anh là ở Sài Gòn luôn. Đúng rồi. Ở quận mấy anh? Mình ở quận, anh ở quận Thủ Đức. Thủ Đức, dạ. Hằng công việc anh hành chính hả? Đúng rồi, anh làm từ thứ hai thứ sáu. Hai thứ sáu, thứ bảy chủ nhật được nghỉ. Được nghỉ. Em thì ở Bà Rịa Vũng Tàu. Đó là từ Sài Gòn chắc chỗ anh xuống với em chắc mất 3 tiếng hả? Làm gì dưới vậy? 2 tiếng rưỡi. Đi xe máy chú chứ đi xe. Hai tiếng rưỡi là cùng. Leo lên xe, giường nằm ngủ giấc tới. Mà quận Thủ Đức thì đi đó gần hơn nữa. À dạ. Ừ. Công việc của em á là đi làm ca. Ca 8 tiếng cũng là, em có làm ca đêm nữa. Anh có ngại cái việc mà em làm ca đêm không? Anh không ngại chuyện đó. Thì em chỉ được nghỉ thứ bảy thôi. Thì nếu mà được thì chỉ có thứ bảy anh xuống anh okay. Đi chơi. Cho anh địa chỉ đi, anh tới liền. Anh có thích đi du lịch không? Anh thích. Anh thích biển hay thích núi? Anh thích biển. Ở Vũng Tàu thì vừa có biển vừa có núi luôn. Mình về đó hợp lý. Tiện thì đô đường. Dạ. Anh có câu hỏi gì muốn hỏi em không? Tại vì anh có một cái câu hỏi là ví dụ như em đạo Công giáo đúng không? Đúng rồi. Anh đạo Phật thì em có ngại vấn đề đó không? Đạo ai nấy giữ. Dạ, cái vấn đề đó thì bây giờ nó cũng dễ, nó không có khó như xưa. Đúng rồi, mai mốt tùy biết đâu tình yêu đủ thăng hoa, mình bàn với nhau chuyện đó.
quan trọng hai đứa có thương nhau hay không thôi. Hỏi tiếp còn gì nữa. Anh thấy em dễ thương và xinh lắm. Em cảm ơn. Em làm ở Bà Rịa Vũng Tàu luôn em? Đúng rồi, em làm ở Phú Mỹ á. À. Để ví dụ cưới nhau thì anh về Sài Gòn hay Vũng Tàu? À, ví dụ như mà cưới nhau á, mình sẽ ở Sài Gòn hay Vũng Tàu em? Em thích Sài Gòn. Ngon, vô vô. Anh cũng thích Sài Gòn lắm. Em thích tối đi đi vòng Sài Gòn á, ngắm đèn rất là đẹp. Để cái dẫn chở em đi. Hỏi em có chịu về làm dâu nhà anh không? Trai đầu lòng, gái đầu lòng. Ví dụ như mà mình cưới nhau rồi, sinh em bé thì em thích con trai hay con gái đầu lòng? Con nào cũng là con, em nghĩ vậy. Quan điểm của anh giống em. Em có chịu về làm dâu nhà anh không? Hỏi hỏi. Em có làm dâu được không? Em có làm dâu được không em? Em nghĩ là thời đại bây giờ hiện đại mà với lại mẹ chồng nàng dâu thì nó cũng không có khó như ngày xưa nữa. Hay là cái vấn đề đó cũng ok, không có gì hết. Vậy mình cưới nhau đi nha. Vậy mình cưới nhau nha em. Cái đó thì hôn nhân là chuyện không phải của hai đứa không mà của gia đình hai bên nữa. Nên là mình cái gì cũng phải có thời gian tìm hiểu để từ từ. Ai xúi hỏi câu đó vậy? Là chú Linh. Chú Linh xúi hả? Dạ. Mốt định xúi xúi gì nữa nó cứ đổi thừa chết luôn. Không sao, để chú lo con. Dạ. Ha, con rất là dễ thương. Đây nè, nhà trai tôi dễ thương lắm nha. Nhà trai tôi thật thà, chất phác, dễ thương. Đúng không? Ga lăng đủ hết trơn á. Mà gọi là văn võ song toàn nữa đó. Bây giờ vậy nè. Bây giờ con cảm nhận cái người đối diện đó đó. Dạ. Mình có thích không? Dạ thích. Thích ha. Dạ. Thì tôi hỏi nhà gái. Thấy nhà trai thì sao? Dạ. Thích không? Hai người thích ha. Và bây giờ nè, hai bạn bước ra đây, mình nói cái gì mà mình suy nghĩ nha. Mình thích người ta làm sao, mình nói cho người ta nghe để mình thuyết phục người ta bấm nút đó. Bấm tay vô. Anh thích em từ cái nhìn đầu tiên. Ai mà thích nhau mà nắm cái tay kiểu gì kỳ cục gì. Dạy nó nắm nó còn nhỏ, nó chưa biết. Trời, nó ba mối tình rồi. Nó ba mà, ba mối có một tháng thôi mà. Chắc nó nhìn nhau quẹt mỏ thôi mà. Rồi. Em là cái nhìn đầu tiên rồi đó. Để nói lại nè, nói lớn lên cho người ta nghe. Nói lớn. Anh thích anh từ, anh thích em từ cái nhìn đầu tiên rồi đó. Anh cứ thoải mái, đừng có rung. Bàn tay em sao? Bàn tay em mềm mại. Anh sẽ bảo vệ em. Để cho anh nắm cuối cuộc đời nghe. Anh sẽ bảo vệ em đến hết cuộc đời này. Em có đồng ý không? Em có đồng ý làm người yêu anh không? Người yêu anh. Ok. Hay sao bé? Dạ, thấy bạn cũng chân thành, nhiệt tình. Chân thành đó. Thiệt thà lắm. Dạ. Thiệt thà lắm. Bạn rung mà, em thấy bạn rung lắm. Có thể là bạn không có kinh nghiệm trong vấn đề ăn nói đó. Thôi. Dạ. Mẹ bạn ấy rất là phúc hậu luôn. Mà gì cũng dễ thương nữa. Ha. Thôi hai đứa mà thấy được đó, cho nhau cơ hội. Người lớn sẽ hỗ trợ hai đứa nha. Dạ chú. Đừng lầm. Được rồi chú. Nha. Dạ. Mốt mà đi chơi với bạn gái mặc đồ này ai cũng sợ, không dám đụng với bạn gái. Dạ. Không sợ. Dạ. Rồi dễ thương lắm. Nó dễ thương. Không nhận như chị có con trai dễ thương quá trời của đất luôn. Rồi ok, về ghế ngồi đi. Dạ. Được rồi đó. Nãy giờ mình nói chuyện thôi ha. Bây giờ mình quyết định nè. Mình cho nhau cơ hội hay không là do các bạn. Quyết định được hay không là cũng do các bạn. Nếu thấy được đúng như gì mình suy nghĩ, đây là một nửa yêu thương của mình để mình tìm hiểu, mình tiến xa hơn, thì bấm ngay cái nút đó, đừng chờ đợi. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1, 2, 3. Hết thời gian. Vô luôn. Chúc mừng. Đang tay rồi. Hai đứa nó dễ thương quá trời của đất luôn vậy đó. Mẹ thấy sao mẹ? Quá đẹp đôi luôn. Dì thấy được không dì? Được luôn. Cả nhà mình thấy được không? Rồi. Chúc cho hai đứa sẽ sớm tìm hiểu nhau, nhớ chăm sóc lẫn nhau, liên lạc nhau nha. Dạ. À, thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Đức với lại thành phố Thủ Đức với lại Bà Rịa Vũng Tàu không có xa đâu. Dạ. Yêu nhau nó còn gần hơn nữa. Dạ. Liên lạc và cố gắng gọi là nói chuyện thật nhiều để hiểu nhau nhiều hơn nha. Dạ. Chúc hai đứa hạnh phúc ha. Cảm ơn chú. Dạ. Rồi.